nè, bông nè. Cỡ này là bắt đầu tiễn được rồi đó. Là sao màu lắm quá. Ừ. Tiễn sớm rồi. Mới bữa rồi thấy bùng màu. Cỡ này mình thấy nó gần gần nhau quá là mình tiễn được rồi. Giống như cái nhánh này nè. Giống như cái nhánh bên đây nè. À, như nhánh này nè. Là anh tiễn được rồi. Đó, nó có một trụ như thế này nè. Cái này đậy bữa mấy ta? Đậy cũng lực luôn hả? Đậy bữa mùng 3. Đậy mùng tôi đậy mùng 1. Lên phát lò bữa mấy? Mùng 2. Mùng 2 tháng 8 hả? Ừ. Mùng 2 tháng 8. Cái này mùng 9 tháng 9 là đúng 30 mấy ngày. Này, mọi người nhìn nè. Đó, mua sinh kia nè. Đậy mùng 3 tháng 8, mùng 2 tháng 8. Nè. Đó, đậy mùng 2 mùng 3 tháng 8 đó. Quá trời bông. Mình vừa bón bông là mình bỏ mấy cái tâm thôi, này mấy cái tâm năm này nè. Là mình vuốt bỏ bớt đi. Rồi này 20 cây xin mua kia của anh Sơ Phước. Miếng này riêng như cái miếng hổm, miếng thu hoạch năm rồi. Em phái cái này rễ nó ra với lại cái gốc nó nhóm lên á, nó lực á. Đó, khi mà mình làm nhiều năm nhiều mua sinh kia nữa đó. Câu việc này là mua sinh kia nhiều lắm. Là mình mới thấy là cây mua sinh kia nó dễ. Thân cây rồi nó dễ lắm. Đó. Đã không? Cái này. Gà như mùa vậy đó. Cái này 20 cây này anh là anh xài bao nhiêu xu nó bông? Ố xu xu tầm không? Đây 28 cây xài nửa xô hả? Xài 12 kg. 12 kg 28 cây, hơn nửa xô. Ừ. Đậm chứ. Sao em cho rồi 50 60 mà anh này xài này hơn rồi. Hơi đậm liều bởi vì nó ra bông nè. Còn chảnh 39 cây tính xài xô luôn rồi đó. 39 cây xài xô được, cây của anh mùa 2 rồi. Nè mọi người nhìn bông nè. Đó, cái xô tàu mầm của mình nó rất là hay, nó giúp cho bông nó ra rất là đều. Khi mà cây có tiết nhẹ là nó ra bông rồi. Còn mà khi mà mình không đủ lần rồi đó, cái tiết nhẹ nó không hợp cây nó không ra bông được. Còn cái này có tiết là ra bông, có tiết là ra bông. Đối với mua sinh kiên luôn. Nè. Đó còn nào, bông ra nè. Khiếp luôn đó. Nó ra giống như là mẫn thon vậy, nó ra mắt nào nó cũng ra hết. Nè. Đó. Rồi ok, ngon lành. Mấy thằng đỏ ao đó là cực kỳ là lao khó đó, mấy thằng đỏ ao đó. Đó, phải làm gì mới được, mới chỉ bà con ở đây được. Nè. Đó. Bữa nào của tôi vốn bà rảnh á, rủ bà lên đây cho bà coi bông cho bà mê. Đó, nhìn nè. Đó. Đó, khiếp không? Đó, chỗ nào không bông hết á. Đi. Ủa bên anh danh với anh thấy nữa. Xuống luôn mấy anh, cho xuống mé hết đi. Đừng để gì. Cho xuống mé hết đi, để nó nóng lắm đó. Dọn luôn. Dùng cho luôn. Cây này được luôn rồi, cây này dở luôn được rồi. Nè, cây này dở luôn được rồi nè. Nó chịu ra như thế này được rồi. Nè, bắt đầu nó mới nè. Nó mới đúng nè. 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 Có trời. Đúng hết rồi. Dở luôn được rồi. Không có phản cái nào đó. Không phản luôn. Anh tưới cái sô tàu mầm thứ kiểu đó là không phản luôn. Nè. Đó. Đó thấy không? Nè, nhánh bên đây nè. Cái này dở luôn còn gì nữa. Bữa hay bữa này dở luôn rồi nè. Đó còn gì nè. Sáu nè. Khiếp. Đều gan. Cái da cây mà nó non như thế này mà nó ra đều gan gì là rất là tuyệt vời.
Bữa nay mùng mấy tháng 9 rồi ta? Mùng 9 không ta? Bữa nay hình như mùng 9 rồi. Bữa nay mùng 9 tháng 9 không anh Phước? Anh muốn cái sò ta mầm kiểu đó là phải ra thôi nè. Đó. Đặc biệt đối với mùa sinh kim nha. Muốn mà mạnh chút xíu để cho nó ra bông đều. Đó, khi mà ông này mà hất thuốc rồi là ông ra cứng cây hết. Mà con thấy nó ra, nó ra giống như là mẵng thon đều hết. Đó. Nó yếu yếu tí trước cái tiết này nó ra mạnh lắm nè. Nè. Tiết này là thuốc nó vô mạnh nè, gực nè. Đâu thấy nó khô bông không? Không có khô bông luôn. Dạ. Đó, wow. Nè, những cái bông nè. Ông đẹp cực kỳ không? Đó, khi quấn tới thuốc, ông này không tới thuốc là bông lá. Mà hồi này là tới thuốc rồi là nó bông kêu hết, cứng ngay hết. Đó. Kiếp không? Sáu cà na mà sao làm bông ra quá trời ra nè. Giờ sáu sầu riêng rồi. Ta mời cái gì nông dân giỏi vậy sản xuất giỏi. Ông nói tôi đổ như cái 100 triệu rồi, tiền thuốc còn hiệp rồi mà không giỏi nữa thôi. Cây nó vàng quét hết trơn. Tới chuyện làm lên cây rồi bắt đầu là mời thằng nông dân giỏi. Nè. Nè, nè bà con nhìn nè. Mời anh Quyên nữa. Ghế nó ra nè. Kiếp không? Cái này nó ra như chùm ruột luôn. Đây, nhìn bông nè. Đâu hết. Đâu hết được. Vài bữa là tiễn hết chứ đâu có để gì được. Cái này là bỏ 8 lấy 2. Đây nè. Bị ông để tính cái cây này 80 trái đâu rồi. Không, hiệp lên đợt trước gầu thấy mẹ luôn, nó chưa thấy chưa chảy. Tại em nhìn em nói ra mà tại mấy anh gầu tại mấy anh chưa chảy thôi. Mình nói ra mình biết mà. Tại vì cây nó hực rồi. Nè. Đó. Tại mấy anh chưa trải nhiều, anh mấy anh còn hơi lo thôi chứ 1-2 năm sau mấy anh cũng vậy à. Cây này lá ngon này. Ừ, đó. Cây tôi lá ngon. Bị ông ra chừng đọt sau này nó giữ được nè. Nè, mình thấy không? Cái chỗ nào không ra bông đâu. Đây nè. Cái xung thân. Đó. Rồi, ok ha. Ngon lành. Rồi tới trong thân luôn. Qua đây nè, bên này nó bị chỗ nắng. Giờ này 12 giờ trưa nên cái bây giờ nó hơi chát. Nhìn nè. Đó. Khiếp không? Đó. Bữa nay mùng 9 phải không anh Phước? Mùng 9 tháng 9. Đó, tiết mùng 9 như mình nói là cái tiết mùng 10 này, tiết mùng 10 với tiết gầm này nó rất là mạnh ha, mà con yên tâm. Cây này sao không dở? Sợ hả? Cây này mà giờ sợ gì nữa? Cái này mà sợ gì nữa, nó bông cái này còn gì nữa. Cái này thấy yếu cái không dám dở, nó ra nhấp. Đó. Thôi anh đẩy chứ mình dở gặp mưa đêm giống như con thúc là cũng mệt. 20 cây xài 12 kg. Xô tam mầm. 28 cây. 28 cây, 12 kg. Là chạy nhầm một xô 50 cây. Cỡ đó. Cây này cũng đâu thiếu bông phải không? Đúng rồi, cây này là dư sức luôn. Rồi được rồi, đi qua coi của hai anh kia. Trống vào nó mướn người ta mặn mà dở ẹt. Mô đắp qua ngoài muốn cao hơn cái này. Nè, ông thấy bông này chưa? Cái bông này ông nhìn được không? Thấy không? Mắt còn đỏ phải không? Ừ. Ủa, vậy đó, mắt cua vậy nữa rồi. Đây nè, bên đây nè, đó. Thành mắt bông rồi. Đó. Bà của anh bà của anh Sao Phước 90 tuổi mà vẫn còn thấy bông, 92 tuổi vẫn còn thấy bông nè. Vẫn còn trồng sầu riêng được. Vẫn còn đi làm xã hội được, làm sửa nhà làm tiếp người ta được. Nè, tới tốt trên đây nè, ông thấy không? Ông gặp không? Nhìn không? Trời ơi. 90 mấy tuổi đó. Cao thì cho vậy thấy rồi đó. Dạ. Trời ơi, trên cao nhìn thấy luôn hả? Cho chỗ đó nhánh đó. Đục đẽo được. Rồi được rồi. Còn của anh vào chảnh là nó bị cái chân nó bị nước với cái lộ nó tràn vô với lại cái đờ bờ đó. Cái bờ này của nó làm dở ẹt rồi, người ta dậy luôn xuống rồi. Đúng rồi. Đầm này nó cao hơn trong này nữa. Cái bờ của vào là mưa một trận là nó ngập luôn. Mấy rãnh nó nhỏ quá, nhỏ nó thoát đâu kịp đâu, mưa là ngập luôn à. Qua năm làm lại. Nó làm lại nhưng mà nó ra cũng 60% rồi, bước qua. Dễ
92 tuổi lắm mà. Trơn 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 Vĩnh anh Phước ơi, 92 tuổi, 90 hả? 90 được rồi ha. Nè cái này không thấy không, bông ở đây nè, đây gỗ nè. Dạ dạ dạ. Nhỏ không thấy mà. Dạ. Rồi đi đi qua bạn.